Bếp Nhà Ngoại xin mến chào các bạn. Hôm nay Bếp Nhà Ngoại sẽ thực hiện một món ăn sáng, đó là món bánh mì nhúng trứng sữa chiên bơ. Nếu như các bạn thích món này thì mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là món ăn tương đối rất là dễ làm và dễ thực hiện vào mỗi buổi sáng khi các bé đến trường. Thì bình thường thì mình làm waffle, nhưng bây giờ mình làm bánh mì ha các bạn. Món bánh này ăn kèm với thịt xông khói hoặc là chả hoặc là trứng, tùy theo mình thích loại nào thì mình làm loại đó ha các bạn. Còn nhà mình thì mình làm thịt xông khói, thì thịt xông khói này mình cuộn lại như thế này để khi mà mình cắt ra mình lấy ra rất là dễ ha các bạn. Phần ba rọi xông khói này là mình dùng làm là để ba rọi xông khói là chiên giòn. Mình cho một cái nồi hoặc là một cái chảo vào để mình chiên cho ba rọi này ra hết mỡ ha các bạn. Thì trước khi nó ra mỡ thì nó sẽ ra cái nước mà để ướp vào trong thịt ba rọi, thì cái nước này nó rất là mặn, cho nên khi mà thịt ba rọi ra nước như vậy là mình dùng cái khăn để mình thấm hết tất cả các nước mà nó tiết ra như vậy, rồi sau đó bắt đầu mình để nó tự tan mỡ ha các bạn. Thì các bạn thấy đó, cái lớp nước đó rất là nhiều cho nên nó rất là mặn, cho nên mình lấy ra gì thì ba rọi nó sẽ đỡ mặn hơn. Và mình cứ như thế là mình chiên cho ba rọi ra hết phần mỡ, và nó sau khi nó chiên ra hết mỡ rồi thì mình lấy ra, thì lúc này mình để một hồi thì thịt ba rọi sẽ được giòn ha các bạn. Và trên cái đĩa lấy ba rọi ra thì mình để một cái giấy thấm dầu để khi mình lấy ba rọi ra thì lớp mỡ nó thấm xuống đó, thì làm cho ba rọi sẽ bớt thấm dầu hết các bạn. Và kế đến là mình chuẩn bị bánh mì. Thì bánh mì mình mua bánh mì baguette như thế này nè, hoặc là mình có thể bánh mì cũ mình làm cũng được hết các bạn. Và mình cắt ra, và mình đúng ra là mình nên cắt là nó có hai cái lớp bề mặt luôn với nhau, thì làm như vậy bánh sẽ giòn hơn. Nhưng mà mình cắt, tại các cháu nó thích mềm cho nên mình cắt theo kiểu này, và mình sử dụng có một ổ bánh mì thôi. Sau khi cắt bánh mì xong thì kế đến là mình chuẩn bị phần trứng sữa để mình nhúng bánh mì. Thì mình cần hai cái trứng với nửa cấp sữa. Còn nếu như các bạn không thích sữa nhiều thì các bạn có thể làm để 1/4 cấp sữa cũng được ha các bạn. Mình đánh tan hai cái trứng và sau đó là mình cho phần sữa vào trứng, và mình đánh tiếp tục cho sữa vào trứng nó hòa quyện với nhau. Mình có thể nêm vào đây một ít gia vị, nhưng mà mình thì mình không nêm, mình chỉ để là trứng và sữa thôi. Kế đến mình làm nóng một cái chảo và mình cho vào đây khoảng cỡ 2 muỗng cà phê bơ, thì mình đun bơ lên cho tan chảy. Và kế đến mình nhúng từng miếng bánh mì này vào trong trứng sữa, và mình nhúng hai mặt các bạn ha, rồi mình bỏ vào trong cái chảo đó mình chiên. Và cứ như thế mình nhúng dần dần hết các phần bánh mì, làm sao cho chảo này đầy bánh mì ha các bạn. Trong quá trình mình chiên bánh mì thì mình dùng một cái vá mình đè bánh mì xuống cho cái phần sữa mà thấm vô bánh mì nó ra khỏi hết cái ruột bánh mì. Làm như vậy thì phần trứng sữa thẩm thấu vô trong bánh mì sẽ được chín hết từ trong ra ngoài ha các bạn. Khi chiên bánh mì như vậy thì mình thăm chừng, mà nếu thấy bánh mì đã được vàng rồi thì mình lật để mình chiên mặt kế tiếp ha các bạn. Khi mặt kế tiếp đã được vàng rồi thì mình muốn bánh mì mềm hơn một chút xíu thì mình sẽ nhúng lần thứ hai. Còn nếu như các bạn thích ăn giòn thì mình chỉ nhúng một lần thôi ha các bạn. Bởi vì các bé ở nhà thích ăn mềm cho nên mình nhúng hai lần. Sau khi nhúng bánh mì vào dung dịch sữa rồi mình chiên lại lần thứ hai, thì khi mà bánh đã vàng rồi là mình gấp ra. Như vậy là bánh đã hoàn tất, và bây giờ mình đem bánh ra để mình ăn chung với các món ăn kèm theo, như gồm có như là bacon hoặc là chả, hoặc là trong nhà mình có cái gì thì mình đem ra cái đó ha các bạn.
Và món ăn này thường ăn kèm với nước siro của lá phong hay còn gọi là maple leaf syrup, hoặc là nếu như các bạn không ăn được cái siro này thì các bạn có thể ăn cùng với mật ong, và có thể là ăn kèm với mayo hoặc là ăn cái ketchup. Còn mình thì mình thích ăn với tương ớt. Tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình có thể mình chọn cái nước chấm mà mình yêu thích. Và bây giờ coi như là đã xong món ăn này rồi. Và món ăn này thường ăn kèm thêm trái cây như là chuối, nho hoặc là có thể là chi. Nếu như các bạn có thể ăn được món ăn nào thì tùy theo mình chọn lựa, bởi vì bữa ăn sáng rất quan trọng cho các bé đến trường để đạt đủ năng lượng hả các bạn. Và bây giờ bếp nhà ngoại xin dừng lại đây. Mến chúc các bạn có được một bữa ăn ngon miệng cùng gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau. Bye bye.